Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình gửi đến quý vị và các bạn clip mai thành phẩm chơi Tết 2020 nha. Tại chỗ Hậu Giang. Rồi anh Tèo ơi. Ôi, chào bà con nha. Rồi hôm nay mình giới thiệu gì đây? Ngày 13 tháng 10 em xin giới thiệu là 17 cây mai thành phẩm. Mai vườn có, nhão có. Rồi cây số 1. Rồi mời bà con xem hàng nha. Rồi cây số 1 cây nào? Cây này nè. Rồi đọc số điện thoại luôn đi anh Tèo ơi. Số điện thoại của em là 076 8621 849. Rồi. Em tên Tèo. Cây này nhỏ mà cái hoành nó cũng nhỏ luôn. Mà cái tàn nó đều nha bà con. Rồi giá mềm luôn. Rồi lấy cái thước hạo hoành lại đi. Hoành có 19 hả? Mày... 20. Rồi hoành 20. Lấy 19 nè. Cây số 1. Rồi. Cao 2m1. Cao 2m1. Ngang 1m3. Rồi anh quay tàn lắc anh đọc luôn. Rồi. Cao 2m1 ngang 1m3. Cao 2m1 ngang 1m3. Rồi cây này. Cao nha bà con. Rồi cây này giá nhiêu? Cây này giá mềm mà 2.8 triệu bao ship luôn. 2.8 triệu bao ship 200 km. 200 km. Rồi giảm giá cho bà con luôn. Mai vườn nha. Mai vườn, mai tự nhiên. Đẹp lắm đó. Trồng từ hột phải không? Không có ghép gì hết. Không ghép gì hết. Rồi cây này cây số 1. Cây này cây số 1. Cây này cây số 2. Cây này là chú quái nha bà con. Rồi anh đọc chiều cao với tàn đi. Cái này là chiều cao 1m4. Đo rồi hết rồi ha. Đo rồi. Rồi quay. Ngang 1m3. Quay. Rồi bây giờ vô coi hoành nè. Đo hoành anh đo hoành đi. Cái hoành này. Cái này quái dị cà na luôn nha. Rồi. Hoành 26 nè. Hoành 26. Quái luôn mà mai vườn luôn. Quỳnh 29 luôn nè. Để có 26 nè. Rồi cái eo á, chắc cái eo có 26 nè. Rồi 28, 9. Quái rồi. Luôn nha bà con. Rồi sang vòng nữa. Quái lắm luôn, ghế đẹp luôn. Giá mềm luôn. Rồi cây này nhiêu? Cây này 3.2 triệu bà con ơi. 3.2 triệu, mai gì? Mai vườn. Mai vườn. Đó. Rồi dáng là cây số 2, 3.2 triệu. Cây số 2, 3.2 triệu. Rồi cây số 3. Cây số 3 tới cái này. Kéo qua. Cái này cũng mai vườn nha bà con. Rồi xoay. Rồi qua cao nhiêu, ngang nhiêu, đọc anh. Khoan. Cao, chiều cao đó của em đó là 1m8. Rồi. Ngang 1m3. Rồi hoành 23, đế là đẹp cho bà con. Hoành 23, rồi xây vòng đế nữa đi, rồi báo giá luôn. Đẹp nha. Rồi, giá nhiêu anh ơi? Giá mềm luôn. Giá 3 triệu thôi bà con ơi. Rồi, cây này giá 3 triệu. Mai vườn bông cũng đẹp lắm. Rồi, mai vườn. Rồi cây số 3 giá 3 triệu bà con ơi. Rồi, tiếp tục cây số 4. Đọc số điện thoại lại anh Tèo ơi. Số điện thoại của em là 076 8621. Rồi 849. Em tên Tèo. Ok. Bà con nhớ ủng hộ cho em nha. Rồi. Ghế quá bà con ơi. Quay. Đó. Mày vừa mày nhỏ. Rồi cao nhiêu, ngang nhiêu? Chiều ngang của em nó là 1m4. Rồi. Cao 1m5. Lắc vòng nữa đi. Hoành 22. Hoành 22. Rồi cây này báo giá nhiêu? Cây này bán khuyến mãi luôn. Cây này cây số 4. Giá 2.7 triệu thôi. Bao ship 200 km luôn bà con ơi. 2.7 triệu ha. Rồi bao ship luôn. Rồi chơi Tết luôn nha bà con ơi. Dữ lắm mà, nụ dữ lắm rồi. Rồi ế quá à, bán khuyến mãi nha bà con. Ế quá à, khuyến mãi luôn. Cây số 4 đó. Rồi đây. Cây số 5. Cây số 5 cái đây.
Cây này cũng ngoài vườn nha bà con. Rồi đọc thông số cao với ngang lên đây. Chiều cao 1m9. Cao 1m9. Ngang 1m4. Ngang 1m4. Giá chỉ là 2 triệu 8 thôi, bao ship luôn. 2 triệu 8. Cây số 5. Hoành nhiêu anh? Hoành 19. Hoành 19. Hoành bự lắm, sao đo có 19 trời. Đâu đo lại. Xen vòng ở đây. Đường 20 rồi, hỏi 19 phải. 21 luôn gì đo gì kỳ vậy đó. Rồi. 21 mà đo ghi có 19 à, 20 đi. 19 rồi, 20 đi. 19 cũng được. Tại sao sao đây? Đó, giá 2 triệu 8 bà con ơi. Rồi. 2 triệu 8. Cây số 5 nha bà con. Rồi. Còn cây này á thì tặng nha bà con. Tặng hả? Ừ, để phía ngoài nè, cây này quá dị cana luôn nè. Là mua cái gì tặng cái này? Cây số 15 này nè, bữa hổm anh kia chốt mà không được mà cái clip ngày 10 tháng 10 đó. Bây giờ bán cái này tặng cái này luôn. Cây này cái... không bán. Ờ, cây này không bán, cây này nhiều. Đây đó giá 3 triệu rưỡi đó. Bây giờ tặng thêm cái này nữa. Rồi, cây này cũng mai vườn hết phải không? Ừ, cây này là báo chùm nha. Đó. Bây giờ là mở phiên mãi tặng thêm cái này luôn. Cây này 3 triệu rưỡi. Ừ, tặng luôn cái này luôn. Hai cây 3 triệu rưỡi đó. Đúng rồi. Cái này là cây tặng nè. Ờ, đó tặng nè, cây này đẹp lắm nha. Cây này là về cắt ghép là ngon lắm nha bà con. Rồi. Cây này mai gì? Mai vườn, cây này là chỉ ghép thôi chứ bông thì nó quá trời xấu. Rồi. Không biết ra bông gì nữa. Rồi, tiếp tục cây số mấy? Rồi, cây số 6 đi. Mấy cây số 6 hả? Cái này là mới giới thiệu, cái này số 6 nè. Rồi. À, quay sơ sơ cho bà con. Rồi, cao nhiêu? Mà để quay vòng đi báo cặp. Chiều cao 2m6. Cao 2m6. Trời. Ngang 1m4. Ngang 1m4. Hoành 21. Hoành thân 21, mai gì? Mai dảo nha, cái này dảo nha. Dảo Thủ Đức ha. Dạ, dễ nè. Hoành thân 21. Rồi. Cao 2m6, ngang 1m4. Xây vòng đế nè. Giá 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Cây số 6 nha bà con. Cây số 6. Đó. Đó, tết rồi bông vô nụ hết rồi ha. Ừ. Rồi. Rồi. Tiếp tục cây số 7. Số 7 là cây mai vườn. Mai vườn. Cây này là xù da me luôn nha bà con. Quay rồi quay đi anh. Coi nha. À. Cần cho anh đứng. Rồi. Rồi. Rồi 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 vô đi. Đây. Hoành 30. Hoành này bự ra bà con, hoành 32. Cao 2m2, ngang 1m8. Rồi lắc cái nữa rồi, lắc cái đế nè. Xù da me luôn bà con ơi. Xù da me. Rồi hoành 32. Rồi giá nhiêu anh ơi? Cây số 7 hoành 32, giá 4 triệu rưỡi nha bà con. 4 triệu rưỡi. Thiên mãi luôn. Rồi mai 4 triệu rưỡi. Mai thành phẩm. Đủ dữ lắm luôn, tròn quay hết trơn rồi đó. Rồi. Cây số 8. Cây số 8. Khoan ở ngoài chưa có vô được. Rồi, cây này nhiêu? Cây này 3 triệu rưỡi. Cao nhiêu ngang nhiêu kìa? Ngang cao 2m. Cao ngang cao 2m. Cao 2m. Ngang 1m rưỡi. Ngang 1m rưỡi. Hoành 20. Hoành 20. Giá 3 triệu rưỡi cây số 8. 3 triệu rưỡi. Cây số 8 nha bà con. Toàn. Đây, để đây. Ê, dịp lắm luôn. Mà nó sâu quá. Rồi. Rồi, 3 triệu rưỡi. Rồi. Rồi. Tiếp tục. Cây số 9. Cây số 9. Cái này là giá cụ thể nha bà con. Rồi xây dây xây cái tàn trước đi. Cao nhiêu ngang nhiêu đọc chiều cao anh. Rồi để em quay sơ sơ cho bà con coi em đọc. Rồi. Rồi, đọc. Cao 2m. Cao 2m. Ngang 1m5. Ngang 1m5. Cây số 9 giá 4 triệu. 4 triệu. Giá phù thê luôn nha bà con ơi. Do đẹp đủ ha. Giá me luôn. Nè, phun thê ôm trước gác luôn nha bà con. Rồi, hoành 32, hoành lớn ha. Hoành 32 lận nha. Bên đây có một cây nữa mà, đáng lẽ là 3 cây lận mà cắt hết bỏ cây. Rồi, còn 2 cây phun thê. Xù da me luôn.
Rồi xù luôn rồi. À, cắt cái này bên đây có cây nữa mà cắt rồi. 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 Còn 2 cây thôi. Rồi là 4 triệu ha. Rồi giá 4 triệu. Giá 4 triệu. Rồi cây rồi, số mấy? Tới cây trong lên tới. Tới cây số 10. Tới cây số 10 nè. Khoan nha. Cái này được không? Được, quay đi. Rồi quay đi. Rồi quay. Cái này bự dữ lắm nha bà con. Đây. Rồi được rồi, đọc thông số đi. Thông số luôn rồi. Đây. Ngang cao 2m1. Cao 2m1. Ngang 1m8. Tàn ngang 1m8. Là cây số 10 đó. Cây số 10. Cái cây này xù nha bà con. Xù. Cái hoành thân chỗ này là 30 nè. Hoành thân 30. Ồ cây này xù. 31 luôn. Rồi, nè cây này xù dữ lắm nha bà con. Cây dòng đế các bạn. Ơi. Đế rồi cũng đẹp nữa nè. Nó xù chảy rồi nhìn dữ lắm nha bà con. Cái cục xù đó nè. Xây dòng cho coi cục xù đó. Đây 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 em đo cục xù cho bà con tham khảo nha, cục xù bự dữ lắm. Cục xù tới 44 luôn nha bà con. Rồi xây dòng ơi. Máy này máy gì? Máy vườn. Máy vườn. Đó nó xù dữ lắm rồi. Rồi đó cắt bây giờ nó lành cái thẹo này rồi. Giờ nó lên tàn đa vậy đó. Rồi lại thoát thân đó nè. Đó dính bự luôn đi. Ba tắc tư. Tắc ba. Rồi, rồi giá nhiêu này? Cây này giá 7 triệu bà con ơi. 7 triệu, rồi xây cái đi. Cây này giá mềm nha bà con. Dễ quá trời dễ luôn. Rồi. Rồi, 7 triệu cái này. Bán phí mãi luôn. Rồi. Cây số 10 giá 7 triệu bà con ơi. Cây số 11 đi. Quay quay đi rồi, được rồi. Cây số 11 quay vườn nha bà con. Rồi cao nhiêu ngang nhiêu đọc đi. Cao 1m8 ngang 1m5. Rồi cây số 11 giá 2,7 triệu thôi, bao xít 200 km luôn. 2,7 triệu. Giá 2,7 triệu. Hoành nhiêu? Hoành 21. Hoành 21. Đẹp lắm nha bà con. À quay đi. Xấy 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 mà con nó còn sâu lắm mà không có bôi nha. Rồi. Đó. Giá 2,7 triệu bao ship luôn. 2,7 triệu luôn. Đây tới cây bay nè, cây số 12. Rồi giờ lượng luôn nha bà con. Nè, đế là một cục đây nè. Cao chiều cao này là 2. Chiều cao 1m9. Cao 1m9. Đó. Ủa cao 1m5. Đúng rồi. Này đo lại rưỡi chứ. Đo lại đây cao 1m5. Tàn ngang chín. Ngang 1m thôi. 1m. Quay à, quay à. Đem ra kéo ra ngoài cửa luôn cái đi. Cái này nó hơi lép bên nha bà con, nó có nhánh mà nó hư ít nhánh rồi. Rồi kéo. Thấy không? Rồi. Cái rễ thì dữ lắm bà con ơi. Qua anh này mới được. Rồi cái này giá nhiêu báo anh Tèo ơi? Cây này bao xít luôn, 200 km. 1,7 triệu hả? 1,7 triệu. Quay mà lượng luôn nha bà con. Rồi. Cục đế này dữ lắm luôn nè. Đang quay cục đế anh tới. Đế mà nó cấm cấm xuống rồi. Không có cắt cái rễ nào chứ. Rồi. Cây này 1,7 triệu ha. Ờ 1,7 triệu thôi, dán bay đó. Rồi cây dán bay này 1,7 triệu là cây số 12 phải không? Ờ cây số 12 dán bay 1,7 triệu. Rồi, tiếp tục cây số 13. Bay vườn luôn. Bay vườn. Có giảo thì nói nha. Có nãy 2 cây giảo à. Rồi quay đi, quay kéo xích ga một chút. Rồi. Rồi báo cao ngang đi anh ơi. Rồi. Cao 2m2. Rồi. Ngang 1m7. Ngang 1m7. Trời ơi, không phải rồi. Cao 1m7 ngang 1m2. Cao 1m7 ngang 1m2. Giá 2,2 triệu. 2,2 triệu. Cái số 13 hoành 22 đó. Rồi quay quay. À rồi. Giá 2,2 triệu à, bao xích luôn bà con ơi. Rồi quanh 22. Quanh 22. Rồi. Giá mềm luôn, 2,2 triệu thôi. Mềm luôn.
2,2 triệu thôi. Bán phiến mãi luôn. Rồi kéo ra. Kéo ra nữa. Thấy chưa? Chút nữa. Rồi. Cái này ba vườn không ra mới đi thiếu gì. Thông số nghe cao ngang luôn. Cao mét 9 nha. Cao mét 9. Cao 1m7 không rồi. Cao mét 7. Ngang mét 2. Ngang mét 2. Rồi. Cây số 14. Cây số 14. Giá. Giá mềm không? Giá 2,2 triệu thôi. 2,2 triệu. Đó. Đó, cây số 14 bành nha. 19 nè. Bành 19 nè. Rồi bành 19 thôi. 2,2 triệu thôi, Tết chơi. Tết bông. Đó, bao ship luôn, 2,2 triệu bao ship luôn rồi, nha. Quay. Đế cũng đẹp lắm nha bà con, tàn cũng được ơi. Rồi, rồi, phải ngừng, ngừng. Rồi. Cây số 14 rồi bà con ơi. Số 10 tiếp tục cây số 15. Mời bà con vô nhà đi, còn 2 cây vô nhà nè. Vô. Rồi. Cái này đó hả? Rồi, thấy không Đức? Khoan. Né né thì ra ngoài mới được. Ừ. Đi đi. Rồi, 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 đó. Rồi, xây đi rồi báo thông số. Rồi, cây này nhiêu đây? Cây này giá có 2,7 triệu thôi bà con ơi. 2,7 triệu, cao. Số 16. Cao nhiêu, ngang nhiêu? Cao 1m8. Cao 1m8. Chiều ngang 1m4. Ngang 1m4, cây này. 22. Bình 22 thoát thân cao ha. Ờ, cái này đế đẹp lắm nha bà con. Rồi xây dòng đế à. Giá 2,2 triệu hả? 2,2 triệu. Ủa 2,7 triệu chứ. 2,7 triệu hả? 2,7 triệu, 2,7 triệu bao ship luôn. Rồi. Bao ship luôn 200 km. Rồi, cái thoát thân khoảng nhiêu ạ? Bỏ ha, khỏi tính hai cái này ha. Ờ, tính cái này đi. Cũng cao nè. 45. 45. Rồi. Ơi. Cây này đi. Cây cuối nha, cây 17 nha. Cây 17. Cây 15 chú quay ngang lại không? Cái gì? Cây 15 mà đi chú quay đó nè. Được đó hả? Cậy đi. Rồi. Bà con. Rồi. Quay, rồi cao ngang nhiêu? Cao 1m4. Rồi. Ngang 1m1. Rồi. Cây này giá 2,2 triệu bà con ơi, hoành 20. 2, cái cũ cũng khá ha. Vành 20 bao ship 200 km. Cũ giá 2,2 triệu thôi. À, vành 20 này đo lại cho bà con coi nha. Rồi. Đó. Rồi. Cái này đế cái này đẹp. Rồi sang vòng anh Tèo. Giá quá rẻ. 2,2 triệu thôi. Bên đây nó thiếu một chút. Rồi nó còn dữ lắm nha, không mua. Rồi 2,2 triệu mai vườn. Mai vườn. Rồi. Cái 15 đâu nhưng vậy? Cây nào biết không? Còn thiếu cây 15. Phải không? Rồi, 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 đúng rồi, cái này. Rồi. À, còn cây 15 này nha bà con. Phải rồi, nhảy hết cây rồi. Rồi quay. Này do ánh nắng rồi các bạn. Cho lá xanh. Đó. Rồi tàn nhiêu? Cái này tàn cũng bự lắm nha bà con. Đọc đi. Cao 1,5 m. Cao 1,5 m. Ngang 1,4 m. Rồi. Hoành 21. Giá 3 triệu. À, cái thân này đẹp lắm nha bà con, xù gió me luôn nè. Rồi, 3 triệu rồi ha. 3 triệu. Cái rồi, này đẹp rồi. Đó, xù gió me luôn nha. Rồi. Đàn đa nha. Đo lại cái hoành cái không? Nè, đo cho bà con coi luôn. Báo bà con 21 rồi, sao bà con tin bây giờ đo khi chỗ này là nó ra 24 luôn nè. Rồi. Thấy không? Vậy là đó trên. Ừ, để đó trên này 21 rồi. Rồi. 3 triệu bao ship luôn. 3 triệu bao ship luôn. Rồi. Rồi có đó lời chào bà con luôn anh Tèo ơi. Em xin tổng chào cả nhà nha. Nhớ rồi. Ủng hộ em tiếp lần em làm clip sau nữa mày bán chậm quá rồi bà con ơi. Gần Tết tới rồi. Thì cảm ơn cô chú em gài cũng ủng hộ nha. Rồi. Rồi tổng chào. Mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau nha. Còn thôi lỡ rồi thôi. Còn gì nữa? Còn cái clip mà số 10 á
còn được mấy cây đó là giảm giá một cây 300.000 hết. Ai mà muốn mua thì coi cái clip số 10 nha. Số 10 ngày 10 đó hả? Số 10 cái clip vào ngày 10 tháng 10 đó. Còn mấy cây? Còn cây số 3, số 4, số 6. Rồi. Số 7, số 8, số 11, số 13, số 14. Rồi còn là ai mua cây nào là giảm một cây 300.000 đó. Rồi 300.000. Giảm toàn bộ hết. Còn 3 triệu 300.000 hết. Tính là trên mặt chậu nhiêu là giảm xuống 300.000. Rồi. Rồi mình khuyến mãi lớn luôn. Rồi xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào clip sau.